Hạnh Các Thánh, ngày 12 tháng 12, lễ Đức Mẹ Guadalupe, một thánh lễ để vinh danh Đức Mẹ Guadalupe đã có từ thế kỷ 16, niên sử của thời đại đó kể cho chúng ta biết câu chuyện sau đây. Một người thổ dân nghèo hèn tên Cuatitlatoatzin được rửa tội và lấy tên là Juan Diego. Ông 57 tuổi, quá vợ và sống trong một làng nhỏ gần Mexico City. Vào buổi sáng thứ Bảy ngày 9 tháng 12 năm 1531, ông đến nhà nguyện gần đó để tham dự lễ kính Đức Mẹ. Khi đang đi trên ngọn đồi gọi là Tepeyac thì ông nghe có tiếng nhạc du dương như tiếng chim hót. Sau đó một đám mây sáng chói xuất hiện. Đứng trên đám mây là một trinh nữ người thổ dân mặc y phục như công chúa của bộ lạc Aztec. Trinh nữ nói chuyện với ông bằng tiếng bản xứ và sai ông đến với đức giám mục của Mexico, là một tu sĩ dòng Phanxicô tên Juan de Zumarraga, và yêu cầu đức giám mục xây cất một nguyện đường nơi trinh nữ hiện ra. Dĩ nhiên vị giám mục không tin và bảo Juan Diego xin trinh nữ cho một dấu chỉ. Trong thời gian này, người chú của ông bị bệnh nặng. Điều đó khiến ông cố tránh né không muốn gặp trinh nữ. Tuy nhiên, đức trinh nữ tìm ông, đảm bảo với ông là người chú sẽ khỏi bệnh, và bảo ông hái các bông hồng quanh đó để làm bằng chứng với vị giám mục. Lúc ấy là mùa đông thì không thể có bông hoa nào mọc được, nhưng lạ lùng thay, gần chỗ trinh nữ hiện ra lại đầy rẫy những hoa hồng tuyệt đẹp. Và ông đã dùng chiếc áo tơi của mình để bọc lấy các bông hồng đem cho vị giám mục trước sự hiện diện của đức giám mục. Ông Juan Diego mở áo tơi ra và bông hồng đổ xuống tràn ngập khiến vị giám mục phải quỳ gối trước dấu chỉ lạ lùng ấy. Lạ lùng hơn nữa, trên chiếc áo tơi lại có in hình đức trinh nữ như ngài đã hiện ra với ông ở đồi Tepeyac. Đó là ngày 12 tháng 12 năm 1531. Lời bàn, việc Đức Maria hiện ra với Juan Diego dưới hình thức một người đồng hương của ông nhắc nhở cho chúng ta thấy Đức Maria và Thiên Chúa là đấng đã sai ngài đến chấp nhận mọi dân tộc. Trong hoàn cảnh thời bấy giờ, khi người Tây Ban Nha đối xử tệ hại và dã man với người thổ dân, việc hiện ra là lời khiển trách người Tây Ban Nha cũng như một biến cố trọng đại đối với người thổ dân Mỹ Châu. Trước khi có biến cố này, việc trở lại Kitô giáo chỉ thưa thớt. Nhưng sau đó họ trở lại cả đoàn. Theo một sử gia đương thời, có đến 9 triệu người thổ dân trở lại đạo Công giáo trong một thời gian rất ngắn. Ngày nay, chúng ta thường nghe là Thiên Chúa ưu đãi người nghèo và Đức Mẹ Guadalupe minh chứng rằng tình yêu Thiên Chúa dành cho người nghèo và chính mẹ đồng hóa với người nghèo là một chân lý đã có từ ngàn xưa, được phát xuất từ phúc âm. Lời trích, Đức Maria nói với Juan Diego, hỡi con rất yêu dấu của mẹ ta là trinh nữ Maria, là mẹ của Thiên Chúa thật, người là tác giả của sự sống, là tạo hóa của muôn loài và là Chúa của thiên đàng cũng như trái đất, và điều ta mong muốn là một nhà thờ sẽ được xây cất ở đây cho ta, là nơi ta sẽ chứng tỏ lòng khoan dung và nhân hậu của ta đối với người thổ dân và tất cả những ai yêu mến và tìm đến ta như một người mẹ đầy lòng thương xót của con và của mọi người dân của con. Trích từ niên sử cổ.